Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Chúng ta hãy khởi sự yêu thương. Mấy tháng rồi đã trôi qua kể từ ngày cô Lela lòng tràn đầy hy vọng. Cô đến nhận công việc tại một đất nước hoàn toàn xa lạ dưới hình thức xuất khẩu lao động. Thế nhưng, hiện tại thì Lela đã quá thất vọng và cô đơn. Xem ra giữa cô và những thiếu nữ cùng làm, cùng sống, dường như có một hàng rào không thể vượt qua được. Lela cảm thấy chơi vơi xa lạ giữa họ, những người mà cô thật lòng quý mến, muốn được gắn bó. Mọi sự chỉ tại vì cô phải dùng một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, mà cũng chẳng phải của những người nghe cô. Trước đó người ta đã bảo cô là mọi người đều nói tiếng Pháp, và cô đã chuẩn bị học trước tiếng Pháp. Nhưng khi đến đây, phải giao dịch với người dân xứ này, cô nhận ra rằng họ chỉ học được đôi chút Pháp văn ở trường rồi thôi. Và hơn nữa, họ cũng thường không thích nói tiếng Pháp. Biết bao lần Lela đã thử cố gắng phá vỡ cái hàng rào ngăn cách cô với người khác, nhưng thật là vô ích. Cô chẳng biết bây giờ cô phải sống, phải cư xử, phải ăn nói với đồng nghiệp như thế nào đây. Cô còn nhớ rành rành cái mặt buồn bã của cô bạn tên là Mary. Chiều hôm đó, cô ta lên phòng, đóng sập cửa lại, không ăn uống gì cả. Lela tìm cách gặp gỡ Mary, nhưng rồi cô lại dừng chân trước cửa phòng, lòng sợ sệt và e ngại. Cô muốn gõ cửa, nhưng rồi sau đó cô biết phải nói thứ ngôn ngữ nào cho Mary hiểu đây. Cuối cùng thì Lela đành bỏ đi và bất lực. Sáng hôm sau đến nhà thờ, Lela ngồi vào hàng ghế cuối cùng, tay ôm mặt, để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra của cô. Đây là nơi chốn duy nhất, không cần phải sử dụng một thứ ngôn ngữ nào, cũng chẳng cần phải giải thích, vì Chúa đã hiểu hết tất cả những gì đang khắc khoải trong tâm hồn của Lela. Cô đã cầu nguyện: Lạy Chúa, tại sao con lại không thể san sẻ gánh vác thập tự giá của các cô bạn đồng nghiệp của con? Tại sao con lại không thể nói với họ điều mà chính Chúa đã cho con hiểu mỗi khi con gặp Chúa, rằng mỗi niềm đau khổ đều là cơ hội để đón nhận tình yêu thương? Lela nán lại rất lâu trong thánh đường, ngước mắt nhìn về hướng cung thánh, như thể chờ đợi câu trả lời của đấng đã chiếu sáng vào mọi ngõ ngách tâm tối trong cuộc đời cô. Bất giác cô mở sách Phúc Âm, tìm đoạn văn lời Chúa của ngày hôm đó, và cô đọc văn đoạn 13 câu 33: Hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Những lời này tràn xuống như dầu đổ trên tâm hồn của Lela, và cô thật sự đã tìm lại được sự bình an thật trong tâm hồn. Khi trở về nhà để ăn sáng, Lela vô tình lại đứng đối diện với Agnes, cô bạn có bổn phận lo bếp núc và nhà ăn. Lela gật đầu chào Agnes thật ân cần, rồi cô lặng lẽ bước đến chỗ để đồ. Cô xắn tay áo, giúp cô bạn sửa soạn bữa ăn sáng. Và thật không ngờ, lần đầu tiên Agnes đã mỉm cười thân thiện với Lela. Người đầu tiên từ phòng ngủ xuống nhà ăn hôm ấy là Mary. Cô lẻn xuống bếp để tìm một tách cà phê mà không muốn giáp mặt ai. Nhưng Mary đã dừng lại, vì dường như sự an bình nơi nụ cười khả ái của Lela đã lan tỏa và tác động lạ lùng trên tâm hồn của Mary hơn bất cứ một lời nói nào. Chiều hôm đó, trên đường từ xưởng làm việc trở về nhà tập thể, Mary đã đạp xe đuổi kịp Lela.
và cô cố gắng diễn tả một câu nói làm cho Leila hiểu được. Cô thì thầm: Leila thân yêu, chị không cần nói gì cả. Ngày hôm nay, cách sống của chị đã bảo tôi, đã mời gọi tôi. Hãy cùng với chị, chúng ta hãy khởi sự yêu thương. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 8 có chép: Tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi. Chúa yêu thương bạn. Amen.